Bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu là bản Thái cổ, được biết đến là một trong những địa chỉ dệt thổ cẩm nổi tiếng và đôi đời nhất của người Thái ở tỉnh Nghệ An. Tiếp nối qua nhiều thế hệ, bằng tình yêu nghề và đôi bàn tay khéo léo, những người phụ nữ Thái nơi đây đang cùng nhau phát triển nghề dệt thổ cẩm với nhiều nét độc đáo, đặc biệt là kỹ thuật nhuộm và dệt đặc trưng riêng có. Nét độc đáo của quá trình tạo ra thổ cẩm Hoa Tiến đến từ việc bảo tồn những giống tằm địa phương cùng quá trình canh tác dâu, trồng bông hoàn toàn thủ công. Nguyên liệu sợi và bông được người dân bản Hoa Tiến sản xuất tại địa phương bằng việc tự trồng dâu, nuôi tằm, trồng bông. Sau khi có sợi, họ sẽ dệt thành vải rồi tạo hoa văn màu sắc theo sở thích người làm hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Bà con nơi đây cũng biết sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên từ cây củ quả có sẵn trong vườn, trong rừng để chế thuốc nhuộm màu. Ví như màu vàng thì nhuộm từ củ nghệ và quả xanh xanh, màu xanh nhuộm từ lá bàng, lá chè, màu ghi nhuộm từ lá ổi, màu tím nhuộm từ cây nếp cầm, màu đen nhuộm từ tràm. Đến nay Hoa Tiến đã chế được 52 màu để nhuộm cho nhiều chất liệu, vải tằm thô, lụa, vải bông, vải lin. Thời gian nhuộm thì căn cứ vào từng loại sản phẩm, lâu nhất là áo tràng, phải mất 20 đến 25 lần nước và được nhuộm trong 15 ngày. Người Thái ở Hoa Tiến còn bảo lưu kỹ thuật dệt nhuộm với độ tỉ mỉ và hoàn thiện cao, điển hình là kỹ thuật dệt y cát, tạo ra các hoa văn độc đáo trên các tấm vải khăn. Kỹ thuật dệt y cát hay còn gọi là kỹ thuật nhuộm bao sợi được phát minh một cách rất tình cờ do một vài sơ suất kỹ thuật trong quá trình chế tạo. Những sơ suất trong kỹ thuật trong quá trình nhuộm màu sợi bông đôi khi là do lỗi kỹ thuật hoặc nước thuốc chưa đạt yêu cầu, cũng có khi do không khuấy kỹ dung dịch nước nhuộm, cho nên khi cho sợi vào nhuộm, chúng sẽ thấm không đều, tạo ra những chỗ đậm nhạt khác nhau. Kết quả là khi vải được dệt ra, tạo thành những hoa văn có hình thù khác lạ, tự nhiên và có hơi hướng của cổ xưa. Từ sự tình cờ kết hợp kiến thức dân gian với sự sáng ý sáng tạo qua nhiều thế hệ, những người phụ nữ bản Hoa Tiến đã cho ra đời một phương thức dệt nhuộm bao sợi tuyệt vời. Công đoạn quyết định giá trị của sản phẩm thổ cẩm Hoa Tiến cũng chính nằm ở kỹ thuật tạo ra hoa văn sản phẩm. Việc tạo hoa văn trên thổ cẩm của đồng bào Thái ở bản Hoa Tiến đòi hỏi kỹ thuật khác nhau, có loại hoa văn chỉ mất một ngày để làm xong, nhưng có loại hoa văn thì phải kỳ công mất cả tháng trời. Bên cạnh đó, để tránh hỏng vải và mất thời gian gỡ ra làm lại, đòi hỏi người làm phải rất cẩn thận tỉ mỉ từng chút một với lòng yêu nghề sâu sắc. Bởi vậy, các sản phẩm từ Hoa Tiến rất đặc trưng, với vải có độ thô nhất định từ chất liệu, đường thêu chắc chắn, màu nhuộm tự nhiên đa dạng, bền đẹp với thời gian. Bằng niềm tự hào dân tộc, sự sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo, những người phụ nữ Thái ở bản Hoa Tiến không chỉ biết kế thừa mà còn sáng tạo ra những sản phẩm vừa mang đặc trưng của thổ cẩm Hoa Tiến tinh tế, vừa phù hợp với nhu cầu của thị trường, mang lại sức sống tươi mới cho làng nghề thổ cẩm truyền thống trăm năm.